Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà liền kề, nằm ngay gần chợ Lũng Hoa, đang hài chỉ từ 2,45 tỷ, ngõ rộng ô tô đi vào thoải mái. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Chúng ta được nhìn thấy mặt tiền căn nhà với kiến trúc tân cổ điển, ban công sơn vàng khiến căn nhà nổi bật và sang trọng. Chúng ta cùng đi vào trong nhé. Căn nhà xây 4 tầng với diện tích 48m², móng bằng cọc tre, khung cột tầng 10. Mặt trước nhà đã bao gồm cửa cuốn điện, thêm 4 cửa kính cường lực 2 cánh, chắc chắn. Pháp lý sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế. Ngõ rộng 4m, xe ô tô đi lại thoải mái. Bên trong là không gian bếp với tủ bếp làm bằng nhựa cao cấp, cầu thang kính tay gỗ, mặt đá cao cấp. Tầng 1 còn được bố trí thêm một nhà vệ sinh, thuận tiện cho việc sinh hoạt đông người. Cùng đi theo mình lên tầng 2 căn nhà nhé. Tầng 2 cấu trúc bao gồm 2 phòng ngủ lớn, 1 nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đã đầy đủ để sinh hoạt, chất liệu hoàn toàn của hãng Inox. Lên tầng 3 với thiết kế tương tự tầng 2, cửa phòng của hãng Việt Pháp. Với nhiều phòng ngủ như này, rất thuận lợi cho nhà có nhiều thế hệ ở chung. Căn nhà nằm ở khu Đằng Hải, tiện ích khu vực rất thuận tiện, gần ngay chợ Lũng Hoa. Cách sân bay Cát Bi chưa đến 1 km, cách vòng xuyến vua banh 200m, gần trung tâm hành chính quận Hải An, bệnh viện đa khoa Hải An, trường học cao cấp, đi ra chợ chỉ 3 phút đi xe, trường cấp 1, ngay nhà, Gia Lê Hồng Phong đúng 3 đến 5 phút. Phòng ngủ hướng mặt tiền có ban công, view nhìn thoáng mát, là nơi thư giãn cho bạn vào mỗi sáng sớm thức dậy. Tầng 4 được bố trí với phòng thờ, ban công rộng rãi, thoải mái cho gia đình bạn làm bàn trà, thưởng thức không gian tự nhiên. Đối diện phòng thờ là sân phơi, khung sắt chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Căn nhà đang được chào bán với giá chỉ từ 2,45 tỷ. Khu Đằng Hải này khó tìm đâu được căn nhà nào như này mà mức giá đó làm quý vị ạ. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.